Chào em. Dạ, em chào anh. Trước khi mà đến đây á, thì em có biết gì về cung hoàng đạo? Em cũng có xem, em cũng hay thích đi coi bói hay coi mấy cái tâm linh này kia. À vậy hả? Vâng, em cũng biết chứ. Mà hồi trước khi đi thi em cũng có xem một chút. À, là em coi tarot hay là em coi cung hoàng đạo hay coi cái gì? Cung hoàng đạo, tarot cũng có luôn á, cho em coi. Tử vi cũng có, em có bói cũng có, hoàng đạo cũng có, bói bài cũng có, xem nhiều lắm. Là em biết mình là cung... Em cung sư tử. Em cung sư tử. Nhưng mà em có biết là mình có mặt trăng hay là cung mộc? Hình như mặt trăng của em là bạch dương. Đúng rồi, dạ. Còn cung mộc? Cung mộc thì em quên rồi, hôm bữa em xem nhiều lắm. Hôm bữa em xem nguyên một cái trang rất là dài luôn. Đúng rồi. Vì có rất là nhiều sao khác nhau luôn á, cho nên quên. Em chỉ nhớ hai cung mặt trăng mặt trời thôi. Đúng rồi, cung mộc của em cũng là bạch dương. Anh tìm hiểu kỹ. Cảm ơn anh cho em biết thông tin. Thường á thì anh thấy mộc bạch dương á là cung mộc nó sẽ là cái phần mà chi phối mình lúc nhỏ. Nó là cái ví dụ như khi mà mọi người thấy em lần đầu, mọi người sẽ chưa thấy em là sư tử liền, mà mọi người sẽ thấy em là bạch dương trước. Thì anh, nếu như mà em có mộc là bạch dương thì anh nghĩ là lúc nhỏ em là một người cũng rất là hăng hái và ham chơi. Có không? Ham chơi thì em hăng hái thì đúng đó, năng động thì đúng, ham chơi cũng không ham chơi lắm đâu. Anh có một người bạn là cung mộc bạch dương. Thì anh thấy là cái điểm mà đặc trưng nhất ở tính cách bạch dương á là họ là người thử tất cả mọi cơ hội. Đúng. Tức là họ không phải là dạng, tại vì mỗi cung mộc sẽ có một cái cách mà mình nhận định tình huống khác nhau. Sẽ có những cái cung như sử nữ là kiểu làm gì cũng ngồi tính cơn lo đong đếm. Nhưng mà mộc bạch dương thì cứ thấy là làm, thấy cái gì vui là alley hấp chứ không có kén chọn nhiều. Em có phải là người như vậy không? Dạ đúng, em nghĩ em là một cái người như vậy luôn á. Anh nói là cung mộc thì nó thể hiện mình ở tuổi trẻ, nhưng mà cái đó em thấy là nó theo suốt em từ nhỏ tới lớn luôn. Cái việc là em lúc nào cũng thích thử thách bản thân mình và thích gọi là thử thách nắm bắt mọi cơ hội mà nó đến với mình. Đó là lý do mà tại sao mộc bạch dương chắc chắn là sẽ thành công, chỉ không biết là giai đoạn nào thôi, tại vì họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian mà họ cân nhắc, họ không kén cá chọn canh, họ cứ thấy chỗ này có một lối đi, chỗ này có một cơ hội là họ sẽ nhảy vào ngay lập tức. Nó là lúc nhỏ nhưng mà thực ra nó vẫn theo em đến suốt cuộc đời, tại vì là ví dụ khi em bước vào một cái đám đông thì cái khía cạnh đầu tiên mà người ta thấy em chính là cái phần bạch dương trước. Người ta sẽ thấy cô này giàu năng lượng quá, cô này nhanh nhẹn quá, cô này hăng hái, kiểu vậy. Khi mà có cung mộc là bạch dương thì lúc nhỏ là em sẽ nhanh nhẹn nè, quảng giao nè, nhưng mà em sẽ bị một vấn đề là tại vì mặt trăng của em cũng là bạch dương. Tức là bạch dương với sư tử đều là cung lửa. Nên là em sẽ hầu như là em không có giấu được cảm xúc của em. Dạ đúng. Em nghĩ là khi mà anh xem các gọi là sân khấu của Miss Grand International, anh có thể thấy được là em đúng là không giấu được cảm xúc của em trong tất cả mọi cái phần hô tên hay là tất cả mọi thứ trên sân khấu, là cũng đúng là không thể nào che giấu được cảm xúc luôn á. Em có bao giờ thấy là cái việc mình không giấu được cảm xúc nó là điểm yếu không? Em nghĩ là gọi là không có một cái việc gì trên đời là một cái gọi là 100% tuyệt đối hết trơn á. Nó sẽ lúc nào cũng sẽ có khía cạnh này và khía cạnh kia, nhưng mà cái việc mà không giấu được cảm xúc nó là điểm yếu, em nghĩ nó tùy vào thời điểm và tùy theo tình huống thôi. Anh thấy em có một cái đặc trưng của cung mộc bạch dương á là anh thấy là em thử rất nhiều thứ. Dạ. Em thử học khoa tiếng Pháp. Dạ. Xong rồi em thử ngành nhà hàng. Dạ. Xong rồi em cũng rất là thích hát. Cái gì nó cũng có mặt trái mặt phải, đúng không? Ví dụ bạch dương thì ở đâu có cơ hội là ở đó sẽ thấy có mặt bạch dương. Bạch dương không có từ chối một cái cơ hội nào hết. Nhưng mà điểm yếu là nó cũng có thể nó tạo ra một cái sự quá tải hoặc là một cái sự phân tán, không tập trung. Tại sao mà em đang học khoa Pháp thì em lại muốn học thêm ngành nhà hàng khách sạn? Thật sự là mọi người hiểu sai, không phải là em đang học khoa Pháp mà chuyển sang ngành nhà hàng khách sạn. Mà em là hồi xưa không có tiền để học trường tư. Lúc đó là tiền em kiểu dành dụm đi làm, chỉ có thể đi học trường công thôi. Thì lúc đó em đậu hai trường là Đại học Sài Gòn với ngành ngôn ngữ Anh và Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn với ngành ngôn ngữ Pháp. Học được một năm bên ngôn ngữ Pháp và Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thì đó là đi thi vào Việt Nam, xong được top 5 thì bắt đầu cái cơ hội kiếm tiền của mình nó nhiều hơn. Chứ hồi xưa là em đã thích gọi là học về ngành dịch vụ rồi, tại vì cái lúc mà em đi làm á thì cái lúc mà khoảng thời gian đi làm giữa các ngành đại học thì bắt đầu là đi làm phục vụ này, đi làm lễ tân khách sạn, lễ tân spa này kia, thì bắt đầu rất là thích cái môi trường mình có thể được là quản gia và được giao tiếp với rất là nhiều người, thì bắt đầu thích. Thì lúc không có đủ điều kiện để học trường tư, sau này thì mới có điều kiện để học trường tư thì em đổi trường, là như vậy. Giỏi nha. Vậy là tính tới bây giờ là em đã trải qua bao nhiêu công việc rồi? Thời điểm đó thì làm chính là có phục vụ, lễ tân khách sạn,
lễ tân spa là ba công việc chính phải làm theo tháng, lấy lương theo tháng. Còn những cái công việc freelance kiểu là chụp lookbook, chụp mẫu makeup này kia chắc là năm sáu công việc. Vậy thì chắc là em sẽ quen rất nhiều người, và khi mà em đăng quang hoặc là em đi thi thì sẽ rất là nhiều người nhắn tin ủng hộ đúng không? Cái lúc em đi thi Hoa hậu Việt Nam thì là kiểu như là mình đi làm việc này kia thôi á. Với lại cái lúc mà mình cũng là top 5 thôi á, nó cũng không phải là Hoa hậu, để mà rất nhiều người nhắn tin. Như cái lúc đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế nó là nhiều hơn rất là nhiều. Trước đó em cũng chỉ đi làm xong rồi thôi, chứ cũng không có phải là kiểu giữ mối quan hệ thân quen nhiều. Em rất thích hát. Dạ. Em hay nghe nhạc gì? Nhiều lắm, tùy theo tâm trạng. Có mấy lúc thì thích nghe mấy bài hồi xưa, có mấy lúc thì là thích nghe mấy kiểu nhạc bắt trend bây giờ hơn. Sau có mấy lúc thì thích nghe US UK, có mấy lúc thì thích nghe nhạc Việt Nam, tùy theo tâm trạng, nhạc nào hay thì em nghe. Nhưng mà bài Quang Hùng là em chọn hay là ekip đề cử? Em chọn. Là em thích bài đó. Vì thứ nhất là cũng một cái xíu chiến lược của bản thân. Thứ nhất là mình biết là trước khi mình qua Thái, mình cũng có đọc tin tức, mình biết là ở bên Thái rất là thích cái bài này. Sau đó thì có hỏi nhân viên của MGI lúc đó thì hỏi là bạn có biết cái bài này không, thì mọi người ai cũng biết hết. Cho nên là em mới bắt đầu kêu mọi người là thôi chỉ tiên hát bài này đi. Vâng. Em cũng mê phim đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà Bạch Dương, một cái đặc trưng, em vừa có mặt trang Bạch Dương, vừa có mặt Bạch Dương, nên chắc chắn là những cái gì mà em thích nó phải có hậu và lạc quan. Đúng rồi, em cũng thích xem phim buồn đó. Vậy là em sẽ không xem phim Hàn Quốc? Không, có mấy phim Hàn Quốc cũng hay mà. Không, mà thường em xem thì em sẽ hỏi là, em sẽ xem coi là kết phim có hậu không. Em cũng không thích xem buồn á, tại vì kiểu mà em thích là những cái gì nó giải trí hơn. Chứ buồn á, cuộc đời đủ buồn á. Nhưng mà ví dụ sẽ có một số phim mà khi mà mở đầu tất cả mọi người đều coi thì không ai biết là nó sẽ kết vui hay kết buồn. Dạ. Em có từng bị dụ và em đã từng kiểu tức vì cái đoạn kết nó sẽ ức chế? Không, bình thường em sẽ đợi là phim ra hết xong em xem mọi người comment như thế nào em mới xem. Mà cũng có mấy lần kiểu mình xem mấy cái đoạn kết của phim mặc dù nó buồn nha, nhưng mà nó hay quá thì mình cũng bị cuốn và mình cũng xem xong mình buồn. Trong mấy tháng nay là em có còn thời gian để em coi phim không? Em không luôn á. Không có thời gian nghỉ nào để coi phim hết. Bữa giờ này chắc là cũng lâu mà em không xem một bộ phim nào. Liệu Tết này em có thời gian coi phim không? Chắc là sẽ có. Nhưng mà em sẽ ngồi em lên xem mấy cái của Netflix này kia. Nhưng mà đa phần những cái bộ phim hay là em đều xem hết rồi. Thử tất cả mọi thứ. Xem hết rồi, mấy bộ phim mà kiểu nổi của mấy nước khác mà kiểu Oscar này kia đa phần là em xem hết rồi. Em có thấy là mình Mộc Bạch Dương thì rất là hăng hái và kiểu anh cảm giác là bền bỉ. Dạ. Gặp khó khăn là coi như khó khăn nó không tồn tại. Dạ. Em có thế không? Nói là khó khăn đó không tồn tại thì nó cũng gọi là hơi tích cực quá. Thật sự đi. Là cái cảm xúc thì nó vẫn là sẽ những có là có rất những nhiều lúc rất là tủi thân, nhưng mà đúng nha, nó là có cái cảm xúc lúc đó thì có tủi thân, có buồn thật, nhưng mà qua đó thì lúc nào cũng vượt qua được hết. Hay là có thể là do em chưa gặp cái nào nó bi kịch quá. Chứ tới hiện tại thì tất cả những cái khó khăn thì em nghĩ là em đều đã vượt qua được hết. Em đều bước tiếp, em không dừng lại hoặc rẽ hướng. Dạ đúng, em cũng chưa rẽ hướng. Đó là đặc trưng của Bạch Dương đó. Nhưng mà có bao giờ em thấy, em tự đánh giá mình có phải là người thiếu kiên nhẫn không? Cũng có một phần là em nghĩ có đâu cái điểm yếu của em luôn á. Thứ nhất em là một người học rất là nhanh và làm việc gì là cũng rất là nhanh. Cho nên là kiểu nếu mà em làm mà kiểu cảm thấy mà nó không vô được mình á là bắt đầu em sẽ cảm thấy rất là nản. Em thì có mặt trời là cung sư tử. Thì sư tử là một cung rất là thích chinh phục và chiến thắng. Đây có phải là lúc mà em cảm thấy hạnh phúc nhất từng có, tại vì em đang chiến thắng đúng không? Dạ, tới thời điểm hiện tại đúng rồi, đây cái thời điểm hạnh phúc nhất vì gọi là mình có được một cái danh hiệu mà mình không bao giờ mình ngờ tới, và không phải chỉ riêng cái niềm tự hào cho riêng bản thân mình và gia đình mình mà còn là niềm tự hào cho cả Việt Nam. Thì cảm thấy rất là vui khi mà một cô gái nhỏ bé như mình mà lại có thể là một cái gọi là có thể có cơ hội là một niềm tự hào của rất là nhiều người như vậy. Sư tử thì thường người ta nói là đó là một người là một cung lãnh đạo. Là một cung lãnh đạo, và thường là cái vị trí mà hợp nhất với người đó là phải làm lãnh đạo, phải tự quyết hết tất cả mọi thứ chứ không có theo ý người khác được. Dạ. Em thấy mình có như vậy không? Dạ đúng. Thì tới bây giờ thì những cái việc mà những cái ý kiến hay những cái quyết định nào đó trong cuộc đời em thì cũng đều là do em tự quyết định. Em cũng không có chia sẻ hay tham khảo ai hết. Em nhiều bạn bè lắm đúng không? Em nhiều nhưng mà thân thì ít. Anh thì anh có rất thích là có bạn thân là cung sư tử. Dạ. Tại vì đó là người mà kiểu chơi rất đẹp. Dạ. Và rất là rộng lượng và cũng dễ bỏ qua. Dạ đúng rồi.
nhưng mà anh sẽ không bao giờ cãi nhau với khung sư tử. Cãi không lại đâu anh. Cãi không lại đâu. Ngang lắm. Em ngang lắm, đúng rồi, công nhận như vậy. Bạn bè em chơi với em cũng biết đó, ai mà đụng chuyện mà cãi lộn với em là cãi không lại. Tại em nói là không cãi lại, nhiều khi cũng mấy người bạn còn bảo là sao không đi học luật chứ cãi là cãi không lại em. Nhưng mà em cũng trải qua một cái quá trình mà đi một cái bước đường rất là dài để đến được ngày hôm nay. Thì trước khi mà em có được cái rực rỡ như hiện tại á, thì là nó là một cái quãng đường rất là dài mà kiểu mọi người chưa có công nhận mình. Thì em có sốt ruột, nóng lòng. Thì giống như nãy em có nói em là một cái người rất là thiếu kiên nhẫn. Cho nên chắc chắn là sẽ có những cái nóng lòng và nhìn mọi người xung quanh là sao mọi người thành công đến với mọi người dễ dàng như thế, nhưng mình thì lại nó cứ chập chờn lúc lên lúc xuống, mà không biết là đây có phải là cái con đường nó phù hợp với mình hay không. Nhiều lúc mình cũng có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà em nghĩ là gọi là cái chuyện gì xảy ra nó cũng có lý do của nó hết, và cái ông trời đã sắp đặt hết rồi, và mình chỉ có gọi là đi theo nó thôi, và quan trọng là cái cố gắng, cái nỗ lực của mình nữa để những cái sắp đặt nó có tới sớm với mình hay không thôi. Em không đi coi bói trước khi em đi thi, mặc dù em cũng rất muốn xem, nhưng mà em rất là nhiều người bạn xung quanh em kêu là không nên. Thật sự em đi coi thì em cũng coi chứ em cũng không tin lắm, em coi xong em quên hết trơn à. Em không có nhớ, mặc dù em đi coi rất là nhiều nha. Hay là chỗ nào mà xem mà kiểu đi review coi bói là em hay xem và em lưu địa chỉ lại lắm. Nhưng mà em không có nhớ, em xem xong em quên hết trơn à. Bạch Duy mau quên lắm. Em xem xong mà em quên hết trơn, mà xong mà mọi người cũng bảo em thôi đừng coi. Xong em cũng nghĩ là thôi, em cũng sợ nó ảnh hưởng đến tinh thần của mình, em cũng không coi. Cũng đúng, tại vì thực ra thì đa phần khi mà mình coi bó là mình đang không chắc chắn về điều gì đó, và mình thực ra mình muốn có người lắng nghe, mình muốn có người để giao tiếp. Đúng rồi. Còn cái người đó nói gì không thực sự quan trọng. Đúng rồi. Nhưng mà em không đi coi bó trước khi đi thi là em rất là tỉnh táo đấy. Dạ, em không đi coi bó trước khi đi thi thật, mặc dù rất là thèm nha, rất là muốn đi coi thử nha. Em nói là đã có lúc em nghĩ tới là hay là con đường này không hợp với mình. Vậy thì lúc đó em có nghĩ về một cái option B, một cái con đường khác? Đó, thật sự em cũng đang nghĩ tới option B, và em cũng đang có option B cho em, mà em cũng đã có những cái công việc kinh doanh riêng của mình rồi. Chắc chắn là khi mà mình đăng quang hay không đăng quang thì em cũng sẽ có những cái kinh doanh riêng của mình thôi, vì cái đó là cái nghề nghiệp nó ổn định. Từ lúc nhỏ, lúc học đại học em cũng đã muốn là kiểu như là gọi là trở thành một nữ doanh nhân. Là em cũng đã thích kinh doanh rồi. Nhưng mà cái việc đăng quang nó sẽ giúp đỡ cho em trong cái việc mà gây dựng thương hiệu của em nhiều hơn. Nhưng mà nếu vậy thì là em sẽ prefer kinh doanh hơn là theo đuổi các ngành như là ca sĩ, diễn viên. Thật sự em nghĩ đối với em, cuộc đời nó chia thành từng giai đoạn, và cái quan trọng là giai đoạn nào mình sẽ tập trung với cái gì nhiều hơn, cái gì đó sẽ là cái sự ưu tiên của mình. Thì trong cái giai đoạn này hiện tại cũng là cái danh hiệu hoa hậu, và em vì em muốn là dốc hết sức mình để có thể gọi là làm cho Miss Grand International cũng như là Việt Nam tự hào về cái nhiệm kỳ của mình. Cho nên chắc chắn là trong thời gian này sẽ là tập trung nhiều cho cái hình ảnh hoa hậu của mình nhiều hơn. Rồi sau đó thì khi mà mọi thứ nó ổn định hơn thì chắc chắn là sẽ prefer kinh doanh hơn. Trên bản đồ sao của em nó có một cái điểm đặc biệt á, là người em là bị nhiều lửa, tức là em rất là thiếu kiên nhẫn và rất là lúc nào cũng nguồn ngụt bị dư thừa năng lượng á. Nhưng mà kim với hỏa của em là ở cự giải. Kim nó là cái kim nó nói về việc là mình cảm thấy thoải mái với điều gì. Cự giải là cung nước. Nên là ví dụ như khi mà kim ở cự giải là em thực ra lại là một người rất là nhạy cảm nha. Đúng rồi. cực kỳ nhạy cảm và rất là sợ những gì không an toàn. Nó là một điều rất là trái ngược với Bạch Dương, là Bạch Dương là càng rủi ro lại càng hăng. Nhưng mà thực ra là kim cửa giải là cung rất là thận trọng. Và rất là muốn sự thoải mái là chỉ khi nào mà em ổn định được tài chính và em có đủ tài chính để em lo cho gia đình. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Cho nên em mới nói là lý do vì sao mà em vẫn thích kinh doanh đó, vì em muốn có gọi là ổn định hàng tháng, gọi là một cái gì đó cố định hàng tháng, hàng năm. Vì đối với em cái việc kinh doanh thì nó tất nhiên nó sẽ giúp cho mình có một cái độ ổn định nhiều hơn, cái ổn định tài chính nó lâu dài hơn và nó bền bỉ hơn. Vẫn coi trọng sự an toàn. Vâng, vẫn coi trọng sự an toàn. Hỏa cự giải thì lại là một người mà khi mà em gặp thách thức, thách thức thực sự nha. Còn ví dụ bình thường là mọi người sẽ thấy là em lúc nào cũng rất là hăng hái, vui vẻ, tràn đầy năng lượng và không giấu được cảm xúc. Nhưng mà một điểm đặc biệt ở em là khi em nóng lên á, thì em lại cố gắng nén cái cơn giận của mình lại. Và thường là đến khi mà nó bị nén mà nó bung ra thì nó còn tệ hơn. Dạ đúng đó. Đúng đó. Thật sự hồi xưa em cũng kiểu là một cái con người khá là nóng tính á. Cũng không có gọi là kiềm chế được mình quá lâu. Dạ. Nhưng mà khi mà cần phải kiểu những cái đấu tranh hoặc là cãi vã thực sự mà kiểu em cảm thấy nguy hiểm,
thì em lại hay có xu hướng là cố gắng kìm cái cơn giận của mình lại. Nhưng mà thường là nó bung ra nó còn tệ hơn như vậy nữa. Em sẽ hay cố gắng che giấu sự nóng giận của bản thân ở ở bên ngoài. Ví dụ như em đang rất là giận nhưng mà em vẫn cười, em không muốn để mọi người thấy là mình đang rất là nóng, mình đang rất là không bình tĩnh. Có không? Có không ta? Dạo gần đây á, từ năm ngoái năm nay bắt đầu em cảm thấy em dạo này có một cái sự điềm tĩnh nhất định của một cái độ tuổi 23, 24. Hoặc là bây giờ cuộc sống của mình nó thoải mái hơn nên là mình ít câu chuyện để mà mình nóng hơn, tại mình cảm thấy là không có cái gì nó đe dọa được mình thực sự nữa. Có thể là như vậy, hoặc là có thể là nó những cái gì đó đã đe dọa mình từ trước mình đã vượt qua được rồi thì tới bây giờ bắt đầu mình nhìn mọi thứ nó nhẹ nhàng đi hơn. Bây giờ mình sẽ nói về tình yêu một xíu. À dạ. Wow. À, tại vì thường á, khi mà mình nói về người yêu thì chúng ta sẽ nhìn vào mặt trăng và nhìn vào sao Kim, một chút xíu cung mộc. Nhưng mà anh mạnh dạn em đoán là em sẽ có hai mẫu người em thích. Một á, là mặt trăng mặt dương thì sẽ thích một cái người đàn ông mà giàu năng lượng, có đầy đủ điều kiện để mà phóng khoáng, không thích dạng mà kiểu keyboard cắt cụm. Em nghĩ là không có một người phụ nữ nào thích cái dạng keyboard đâu. Không phải riêng em đâu, em nghĩ là không có người phụ nữ nào thích hết trơn. Một điểm anh thấy là thường mặt trăng bạch dương rất là cần cái sự công nhận của người yêu mình. Tức là ví dụ như em rất cần người yêu em phải tin ở em, phải coi trọng em và phải tin những gì em đang làm là đúng. Đặc biệt là mặt trăng bạch dương sẽ như vậy, tức là đến nhưng mà người yêu em không đánh giá cao em, không tin là em đang làm tốt cái công việc của mình, không tin là em đang tỏa sáng thì em sẽ rất là nhạy cảm. Tại vì bạch dương nó nói về nỗi sợ. Và mặt trăng bạch dương thì cái nỗi sợ cũng là nỗi sợ không được công nhận. Người yêu cũng có mà người thân trong gia đình cũng có. Còn mẫu thứ hai thì em sẽ thích những người biết chăm lo cho gia đình, giàu tình cảm, kiểu giả đó. Kiểu giả là hình ảnh người mẹ. Và có thể nói là ví dụ như khi mà em có kim hỏa là kiểu giả thì có sách nó nói là những người mà có hỏa kim kiểu giả đôi khi đối với người yêu họ giống như một người mẹ hơn là người yêu. Thật sự em nghĩ là chắc là em sẽ thích cái kiểu hai kiểu người gộp lại chung với nhau luôn. Được mà. Vâng, thì thật sự là em nghĩ là một người phụ nữ nào cũng sẽ thích một người đàn ông mà kiểu chăm lo được cho gia đình nè, có trách nhiệm nè, điềm tĩnh nè. Nhưng mà em có hai kiểu, em sẽ rất là protective đối với người thân, bạn bè thân hoặc là người thân trong gia đình. Cái kiểu hoặc kiểu giả anh thấy là hai cầu nhau. Hai cầu nhau hả ta? Có hai cầu nhau không ta? Đặc biệt là kiểu nói người thân ở sao nó không làm cái này, sao không làm cái kia, phải làm cái này tốt, kiểu cũng muốn người thân theo ý mình á, có không? Chắc cũng có. Dạ chắc cũng có chút. Như một người mẹ trong nhóm bạn thân, như một người mẹ trong. Dạ. Vậy thì em có một cái cung nào mà em muốn biết không? Em thì thích, em chỉ muốn biết về mỗi cung về con người em thôi. Giống như nói là bây giờ kiểu cảm giác bây giờ nhìn nhận mọi thứ nó nhẹ nhàng đi rất nhiều. Hồi xưa thì thích đi xem bói, thích biết nhiều về tương lai, thích biết nhiều về bản thân hơn. Nhưng bây giờ em có cái thời điểm mà kiểu cảm giác như là không cần biết nhiều về tương lai của mình nữa, mà cứ gọi là cứ cố gắng, gọi cứ là đi cứ đi thôi, làm việc tốt thật là nhiều, lên sống thiện lương và sống tử tế với tất cả mọi người xung quanh. Và bây giờ em rất là tin tưởng với cái câu nói là đức năng thắng số. Cho nên là tự nhiên ở cái thời điểm này em cũng không có muốn đi xem bói nhiều, mặc dù hồi xưa rất là thích. Thực ra cái điều đó đúng, tại vì thường mọi người chỉ xem bói khi mà mọi người đang không chắc chắn và mình đang bị gọi là insecure về một vấn đề gì đó. Thì có thể là trước kia là em rất là muốn biết là khi nào mình thành công. Dạ đúng rồi, có thể là như vậy, chứ không bây giờ là cảm thấy là đang hạnh phúc với không cần biết gì nữa. Đúng rồi, cảm giác mà đối với anh là cái cảm giác hạnh phúc nhất là cảm giác mà mình không muốn đi coi bói. Tại vì mọi thứ nó đang, mình đang rất là kiểu dành toàn bộ năng lượng của mình để mình tận hưởng hiện tại. Không có nhu cầu cao bao nhiêu. Dạ. Xin chào mọi người, mình là Thùy Tiên, mình là Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 và xin chúc các độc giả của kênh 14 sẽ có một cái Tết 2022 thật là ấm no, vui vẻ bên gia đình và có một sức khỏe thật là tốt để chinh phục được nhiều ước mơ cho năm tới nhé.